6 sai lầm cha mẹ hay mắc khi dạy con tuổi Tin. 1. Quát mắng thậm tệ. Rất nhiều lần mà cô con gái mới lớn vẫn chẳng đụng tay vào việc nhà, kể cả dọn phòng riêng, người mẹ bực quá liền phạt con bằng cách bỏ đến nhà bạn chơi, không nấu ăn hay giặt đồ cho con nữa. Kết quả là vài ngày sau cô con gái mấy hôm mẹ vắng nhà không ai nấu cơm ăn, lựa chọn pha mì tôm hay dùng đồ ăn sẵn, không chịu xuống bếp. Quần áo bẩn chất đống, nhà cửa bừa bộn. Đây là viễn cảnh thực tế của nhiều gia đình khi dạy con .tr. Ước tình huống như vậy, các bậc cha mẹ nhiều người bực bội mắng chửi con một hồi cuối cùng nhận được điều không như chúng ta mong muốn, con bắt đầu bỏ đi. Để giải quyết việc này, mẹ hoặc bố nên lập lại trật tự dần dần, rèn cho con tính tự lập, ngăn nắp một cách từ từ. Và ban đầu, hãy chia sẻ, nói chuyện với con thật nhẹ nhàng, và phải nhận lỗi về mình. Con lười như thế này là tại mẹ hoặc tại bố. Nếu con ảnh hưởng bởi bố, bố, mẹ đã quá chiều chuộng và không hướng dẫn con làm mọi việc. Bố, mẹ có thể tiếp tục làm giúp con một năm hay nhiều năm nữa, nhưng sau đó, khi phải sống tự lập, con sẽ rất khó khăn. Bây giờ mẹ thấy mình phải sửa lỗi, vì con. Con phải giúp mẹ nhé. Sau đó, hãy phân công cho trẻ những việc cụ thể, dễ dàng trước, chẳng hạn như cho quần áo vào máy giặt. Sau đó mới tiếp tục với các việc khác. Đừng quên khích lệ mỗi lần con làm tốt hay vui vẻ góp ý khi trẻ chưa hoàn thành việc đã nhận. 2. Cắt giảm mọi khoản chi tiêu của trẻ. Nhiều trường hợp trẻ được thầy cô giáo gọi điện thông báo chiều nay cháu trốn học đi chơi. Khi nghe thông vậy, các phụ huynh thường nổi giận và quyết định phạt con bằng cách sẽ cắt hết mọi khoản tiền tiêu vặt, ăn sáng của con. Từ nay, tất cả các khoản như đóng học phí, mua sách vở, đồ dùng học tập, thậm chí cả tiền gửi xe ở trường sẽ bố mẹ mang đến tận nơi đóng hay đi kèm con để mua chứ không cho con tự mua như trước. Việc làm này dẫn đến nhiều cháu tỏ ra bất mãn, không nói chuyện với bố mẹ, tiếp tục chơi game hoặc trốn học đi chơi nhiều hơn kèm theo là khoản tiền cho việc ăn chơi ở đâu ra nhiều cha mẹ cũng không hay biết. Theo chuyên gia, đây là một kiểu phạt phản tác dụng bởi có thể đẩy trẻ vào tình thế sẽ tìm các cách xoay tiền, trong đó có thể là chơi theo bạn xấu hay ăn cắp. Với các con ở tuổi vị thành niên, bố mẹ nên hướng dẫn trẻ hiểu giá trị và cách quản lý đồng tiền, thay vì coi đó là phương tiện trừng phạt.